Thiên nhãn, nguồn gốc. Thiên nhãn xuất hiện khi vũ trụ hình thành, tượng trưng cho ánh đạo quang từ bi, thiên lương sáng soi khắp cả vũ trụ. Thiên nhãn thì hiện nơi Bạch Ngọc Kinh, phía trước ngôi Thái Cực Đại Linh Quang, là hình ảnh tượng trưng của Đức Chí Tôn, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Hình dạng và các tính chất đặc trưng. Thiên nhãn mang dáng dấp của mắt trái, vì trái tượng trưng ngôi dương, phải tượng trưng ngôi âm. Vì thế thiên nhãn hiển thị mắt trái, ý chỉ về sự vận hành của vũ trụ mang tính dương, sinh sôi nảy nở, phát triển tinh tấn, ngày thêm tận thiện tận mỹ. Thiên nhãn thì hiện nơi đâu thì báo hiệu nơi ấy có nền chân đạo xuất thế, ánh đạo quang chiếu dịu xua tan bóng tối vô minh, đem lại sự thật, sự cứu rỗi cho chúng sinh đang trong cảnh khổ não khốn cùng. Có nhiều nơi trên thế giới dùng biểu tượng thiên nhãn để tôn thờ đấng tạo hóa, tánh thiên lương minh chánh, trí tuệ từ bi của bậc giác ngộ. Thiên nhãn là biểu tượng tín ngưỡng và đức thượng đế chí tôn của đạo Cao Đài. Vào khoảng năm 1921, sau khi được tham dự mấy đàn cơ tiên, ông Ngô Văn Chiêu được tiên ông dạy suy nghĩ biểu tượng để thờ. Ông suy nghĩ nhiều lần nhưng chưa ra, lại nguyện với tiên ông xin cho ông thấy dấu hiệu nào có thể thờ được. Sau đó ông được nhìn thấy một thiên nhãn xuất hiện giữa không trung, sáng soi với đủ hình ảnh nhật, nguyệt, tinh. Ông hỏi tiên ông có phải muốn ông chọn biểu tượng thiên nhãn để thờ, thì tiên ông nói phải. Từ đó ông Ngô Văn Chiêu vẽ hình thiên nhãn và thiết lập bàn thờ tại tư gia của mình. Năm 1926, đạo Cao Đài được thành lập. Biểu tượng thiên nhãn được dùng làm hình tượng thờ chính thức ở các thánh sở cũng như thiên bàng tại tư gia. Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế dạy các vị tiền bối Cao Đài là một quả càn khôn có màu da trời, trên ấy vẽ thiên nhãn cùng 3.072 ngôi sao để thờ nơi tòa thánh Tây Ninh.